Thịt chim bồ câu, loại thịt bổ gấp 9 lần thịt gà. Phụ nữ ăn vừa bổ khí huyết vừa giúp đẹp da. Loài vật này phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt có thể dùng làm món ăn bồi bổ cho người già hoặc phụ nữ có thai, người mới phẫu thuật rất tốt. Hãy cùng Lina's Blog tìm hiểu thêm về công dụng của thịt chim bồ câu trong video sau đây nhé. Theo tờ Toutiao, Trung Quốc, chim bồ câu đã xuất hiện ít nhất 5.000 năm trước tại Ai Cập, được con người thuần hóa để đưa thư, làm cảnh và lấy thịt. Đây là loài chim nổi tiếng nhất trong lịch sử, nhất là trong y học cổ truyền. Loài này cũng được có mặt trong sách thực liệu thảo mộc thời nhà Đường. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, chim bồ câu có thể được dùng làm thuốc. Nó có tính ôn, vị mặn, quy kinh phế, thận. Chim bồ câu còn có tác dụng đẩy nhanh quá trình chữa lành và phục hồi các vết thương bên ngoài. Thậm chí, chim bồ câu còn được ví rằng toàn thân là bảo vật. Tiết chim bồ câu có thể dưỡng khí hoạt huyết, trứng chim bồ câu có thể điều hòa rối loạn sinh sản. Còn phần thịt của chim bồ câu được thành ngữ Trung Quốc ví rằng tốt hơn 9 lần thịt gà, hay là một cát thắng 9 kê. Thịt chim bồ câu là một loại thực phẩm có hàm lượng protein cao đến 24%, vượt xa tất cả các loại thịt gia cầm và thịt gia súc. Đồng thời nó cũng chứa sắt, đồng, kẽm, selen và phức hợp vitamin B, vitamin E, niacin, choline. Đáng nói, cơ thể người có thể hấp thụ và tiêu hóa thịt chim bồ câu dễ dàng hơn so với các loại thịt khác. Công dụng của thịt chim bồ câu. Bổ máu. Thịt bồ câu rất giàu nguyên tố vi lượng như sắt và vitamin B, giúp cải thiện chức năng tái tạo tế bào hồng cầu, phòng ngừa tình trạng thiếu máu do chế độ ăn không đủ chất sắt. Với phụ nữ, loại thịt này có tác dụng giảm đau bụng trong kỳ kinh nguyệt, tăng cường khí huyết, cải thiện triệu chứng mệt mỏi do thiếu máu. Tốt cho tim mạch. Thịt bồ câu giàu protein chất lượng cao, chất béo thấp, giúp cơ thể duy trì mức cholesterol ổn định, ngăn ngừa mỡ máu tăng đột biến và xơ vữa động mạch như khi ăn các loại thịt đỏ. Ăn đủ protein mỗi ngày giúp xây dựng và phát triển các mô của cơ thể, bao gồm cơ bắp, gân, mạch máu, da, tóc và máu, đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp và duy trì các enzyme và hormone. Người mắc bệnh tim, thừa cân béo phì có thể bổ sung loại thịt này sau khi loại bỏ phần da, chế biến ít dầu mỡ vào chế độ ăn với tần suất 1-2 con một tuần. Cải thiện chức năng não bộ. Vitamin A, B, E, canxi và sắt trong thịt bồ câu có thể cải thiện quá trình trao đổi chất và đổi mới tế bào não, tăng cường tuần hoàn máu não, giúp cải thiện trí nhớ, phát triển trí não. Người thường xuyên lao động trí óc, căng thẳng, suy giảm trí nhớ nên sử dụng loại thịt này. Ngăn ngừa lão hóa. Thịt bồ câu chứa hàm lượng chất chondroitin tương đối cao và lượng collagen dồi dào, cải thiện sức sống làn da, tăng độ đàn hồi cho da, giúp khí huyết lưu thông, từ đó làm chậm quá trình lão hóa. Loại thịt này còn được đánh giá cao bởi khả năng bảo vệ các tế bào nang tóc, ngăn tóc rụng và tóc bạc sớm. Bên cạnh đó, tiêu thụ vừa phải chim bồ câu có thể tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng chán ăn, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giảm mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần. Thịt chim bồ câu phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt người già hoặc phụ nữ có thai, người mới phẫu thuật. Đối với người cao tuổi, ăn thịt chim bồ câu tốt hơn so với việc ăn các loại thịt đỏ khác. Người cao tuổi ăn thịt chim bồ câu có thể nâng cao thể lực do loại thịt này có khả năng chuyển hóa dinh dưỡng cao. Ăn thịt chim bồ câu cũng có tác dụng bảo vệ tim mạch, mạch máu não, phòng tránh bệnh ba cao, đó là cao huyết áp, tiểu đường và mỡ máu ở người già. Đối với người trung niên, ăn thịt chim bồ câu có tác dụng giải tỏa mệt mỏi. Thịt bồ câu phù hợp cho cả người lao động chân tay và trí óc, giúp phục hồi năng lượng. Nguyên tố vi lượng axit pantothenic trong thịt chim bồ câu giúp cải thiện khả năng miễn dịch. Đối với thanh thiếu niên, tác dụng nổi bật của chim bồ câu đó là tăng cường trí nhớ. Hàm lượng choline cao trong thịt chim rất tốt cho việc học tập, ôn luyện thi cử. Hơn nữa, thịt chim bồ câu còn có chứa dinh dưỡng cao toàn diện, có tác dụng bồi bổ khí huyết, giảm suy nhược thần kinh, cải thiện giấc ngủ. Đối với phụ nữ, thịt chim bồ câu có tác dụng giảm đau bụng kinh và cải thiện triệu chứng máu rất phù hợp, rất thích hợp để ăn sau sinh. Thịt chim bồ câu có tác dụng bổ máu, bổ khí cho phụ nữ. Hơn nữa, nó cũng chứa nhiều collagen, có thể cải thiện độ đàn hồi của da và làm chậm quá trình lão hóa. Những nhóm người không nên ăn nhiều thịt chim bồ câu. Thịt chim bồ câu có nhiều công dụng, hợp khẩu vị nhiều người, tỷ lệ hấp thu và chuyển hóa cao, là thực phẩm bồi bổ tăng cường sức khỏe. Thế nhưng cũng vì nó quá giàu đạm và chất béo nên không phải ai cũng ăn được, đặc biệt là một số nhóm người sau đây.
Một là người bị tiêu chảy. Bản thân thịt bồ câu có vị ngọt, tính nhuận tràng, ăn vào có thể khiến tình trạng thêm nặng. Những người có thể trạng nóng, đang bị sốt, nếu ăn nhiều chim bồ câu sẽ làm tăng sự khó chịu trong cơ thể. Bệnh nhân cao huyết áp nên ăn thịt chim bồ câu ở lượng vừa phải, kẻo lại phản tác dụng, có hại cho sức khỏe. Thịt chim bồ câu rất giàu đạm và chất béo, vì thế ăn nhiều sẽ làm tăng gánh nặng cho gan, do đó người mắc bệnh cũng nên hạn chế sử dụng. Xương của chim bồ câu khá nhỏ có thể gây hóc xương cho trẻ, do đó phụ huynh nên chú ý loại bỏ trong quá trình chế biến thịt cho bé. Nên tránh ăn chim bồ câu với gan heo, thịt heo, nấm đầu khỉ, có thể gây đầy bụng khó tiêu. Chú ý không ăn chim bồ câu cùng với tôm và cá diếc vì có thể gây dị ứng. Liều lượng thích hợp là 1 đến 2 con một tuần, có thể loại bỏ da và mỡ để nạp ít chất béo hơn. Trên đây là những công dụng của thịt chim bồ câu với mọi người. Nếu thấy video hay, xin hãy like, share và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho kênh sản xuất các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!